xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thiên Ngân Official. Dạ, hiện tại em đang có mặt tại 756 đường Âu Cơ, dạ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em đang đi gặp một người chị, dạ, cũng giới thiệu bà con cô bác đây sẽ là một MC trong đêm nhạc 20 tháng 4 tới của Hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ, đêm 20 tháng 4 sẽ được tổ chức tại sân vận động tỉnh Long An. Dạ, một đêm nhạc rất là đặc biệt. Đêm nhạc đầu tiên mà anh Phương Cường mang chương trình ngôi sao miệt vườn đến các tỉnh. Hy vọng là bà con cô bác nhớ theo dõi và ủng hộ cho chương trình nha bà con cô bác. Không biết là mọi người có đoán ra được MC của chương trình là ai không ạ? Không biết lúc này em đăng cái clip này là hình như là anh Phương cũng đã lên poster rồi, nên có thể là bà con cô bác cũng sẽ biết là MC của đêm nhạc 20 tháng 4 là ai. Dạ, đây giới thiệu. Đó, MC là nghề tay trái của chị thôi. Còn tay phải là chị có một cái công ty. Đây bà con cô bác, hôm nay cũng là lần đầu tiên em tới. Đó, tour du lịch trong nước, nước ngoài để miễn vé máy bay, cho thuê xe du lịch, tổ chức sự kiện truyền thông giải trí và sản xuất và phát hành phim ảnh. Trời ơi, tính ra là rất là nhiều các chức năng luôn á. Đó, bây giờ để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi vô trong nha bà con cô bác. Em đang thấy chị ngồi say sưa ở trong. Dạ, bữa nay có em với chị Kiều đi thôi ạ. À, mời chị Kiều vô. Dạ, xin chào MC Bình Thơ. Bất ngờ quá ha. Dạ, bữa nay bất ngờ đi, có hẹn trước. Dạ, đây giới thiệu bà con cô bác. Chào quý bà cô bác. Dạ, bữa nay là tới là em bình thường em hay gọi là MC Huỳnh Thơ, nhưng bữa nay xin giới thiệu bà con cô bác một vai trò mới của chị. Giống gì bây giờ? Không, quên, không phải vai trò mới, là một gọi là cái gì ta? Dạ. Thì một phát hiện mới về công việc của chị Huỳnh Thơ. Dạ. Chị giới thiệu đi chứ em biết giới thiệu sao? Dạ, Huỳnh Thơ xin kính chào quý ông bà cô bác. Bữa nay là rồng tới nhà tôm. Trời ơi, rồng em tôm chứ. Thôi. Nói chứ. Để thấy mắc màu ông tôm không? Huỳnh Thơ cũng rủ rê rất là nhiều lần rồi mà ông bà cô chú cũng biết là mấy bạn ở bên phim rất là bận. Hôm nay là dành chút thời gian đến công ty. Dạ. Nhỏ bé của Huỳnh Thơ để ghé lại thăm mấy chị em 888 chơi. Dạ, với dạ. Em để thêm chia sẻ thông tin vui chị là đêm nhạc 20 tháng 4. Đó là anh Khương là có mời chị Huỳnh Thơ là dẫn với anh Khương trong đêm nhạc 20 tháng 4 tại tỉnh Long An. Ồ vậy hả? Chị bất ngờ không? Bất ngờ. Chị bất ngờ ghê luôn á. Tại vì bữa là bên team với lại có gọi chị là chị gửi poster, gửi hình làm poster. Nói chung là đó, đến tạo thông đưa thông tin bất ngờ, với là không bất ngờ nữa là đêm bao nhiêu năm rồi? 13 tháng 4 này là cũng mời chị Thơ làm MC cho đêm nhạc thứ 7 tại Hội quán ngôi sao miệt vườn. Thì cái này bất ngờ hơn, tại trưa nay mới báo. Thôi, dạ. Nhà chơi. Đây, dạ, giới thiệu không gian, cái này gọi là công ty, ở đây, truyền phát sóng Việt của chị Huỳnh Thơ và con cô bác. Dạ, lại chị Thơ ngại, chị Thơ chưa chia sẻ, nhưng mà chị Thơ là gọi là tổng giám đốc hả chị? Chủ tịch giả dạng MC. Chủ tịch giả dạng MC, yeah. Và cái kết ạ. Đó, nữ chủ tịch. Nói chung là đây là gọi là văn phòng của chị đó đúng không chị? Dạ đúng rồi, đây văn phòng nho nhỏ của Huỳnh Thơ ở là đường Âu Cơ, quận Tân Bình. Còn Huỳnh Thơ ở là cũng ở quận Tân Bình luôn á, và cô chú gần khoảng chưa tới 2 cây số. Dạ, thì Huỳnh Thơ sẽ làm việc ở đây. Còn bình thường thì tới tối thì về nhà, còn thỉnh thoảng có chương trình thì sẽ đi dẫn, đi quay. Dạ. Vậy là cái nào là nghề tay trái, nào là nghề tay phải chị? Nghề tay phải là làm du lịch, sự kiện. Còn nghề tay trái là làm MC, hoạt động nghệ thuật. Nhưng mà bình thường thì hơn thuận tay trái hơn mà tay phải. Đam mê tay trái hơn đúng không? Dạ. Dạ. Ở ngoài là em đọc là cái bảo hiệu là công ty làm về du lịch nè. Rồi... Phải đọc bản thiện hết rồi hả? Có! Vô là đọc. Nó quá trời chức năng luôn chị Thơ, là nói là bà con cô bác nhìn người nhỏ nhắn vậy thôi, chứ mà là một người phụ nữ gọi là thâu tóm. Thâu tóm rất là nhiều mảng, từ không phải là chính là du lịch sự kiện đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Dạ, tại vì bé Ngân hai chị em chơi thân cho nên nhận thấy bé Ngân lăng xê được thôi vậy thôi. Không, em lăng xê gì đâu, em chỉ nói thì em biết thôi, em không có lăng xê gì. Thật ra là hồi trước có được Huỳnh Thơ học đại học có là học chuyên môn về du lịch. Yeah. Rồi xong chị ra trường chị cũng có làm cái du lịch luôn. Rồi xong sau đó thì Huỳnh Thơ khởi nghiệp là công ty du lịch, làm chung với mấy anh em cộng sự ở đây. Rồi về đi thi Yến Vàng, xong rồi quay lại làm nghệ thuật. Dạ,
hỗ trợ cho nhau. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Đó. Thì khi nào mà Hình Thơ có show hoặc là có show dẫn hoặc là có chương trình đi quay thì Hình Thơ sẽ sắp xếp công việc, ví dụ như quay buổi chiều, quay buổi tối thì là tối đó về tăng ca làm việc công ty sau. Đó, còn ví dụ như làm việc từ sáng tới chiều, buổi tối đi dẫn thì coi như là thay vì là đi vui chơi thì mình có thể là mình đi dẫn chương trình để mình rèn luyện kỹ năng, thì đó cũng là một cái cách để mình tận hưởng cuộc sống. Hình Thơ thấy là như vậy thì cuộc sống của mình có rất là nhiều màu sắc. Nói chung là em hồi đầu em cũng biết là chị Thơ hồi đầu quen nhau là chia sẻ lại và con cô bác là quen nhau là từ lớp học YouTube của anh Khương đó. Sau đó thì sau đó sao mình gặp nhau nữa ta? À, tức là cái lúc mà đi học YouTube của anh Khương thì có rất là nhiều bạn gọi là spot, nhưng mà Ngân nó là vô tình phát hiện là Ngân là bạn học của cháu của anh Thơ. Đúng rồi, đúng tức rồi. Là ở trong nhà là anh Thơ là con út. Con của chị hai của Hình Thơ là bằng tuổi với Thơ luôn. Coi như gọi là hai dì cháu nhưng mà giống như hai người bạn vậy đó. Thì tự nhiên bữa đó gặp bé Ngân thì biết lúc rồi. Đó gặp bé Ngân đó là biết tới cái danh là bà Nguyễn Thiên Hương và bà Ngân Nguyên Tập. Thì biết vậy thôi. Nhưng mà khi mà hai chị em kết bạn Facebook với nhau, tự nhiên thấy là bé Ngân để một cái ảnh bìa trên đó có một nhóm bạn, thì thấy hình cháu của Thơ trên đó. Rồi mới hỏi thăm. Dạ đó, mới hỏi thăm rồi hai chị em mới bắt chuyện từ đó rồi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ đó là cái cười. Mà quên tiện nói về gia đình thì chia sẻ và con cô bác chị Thơ là út đúng không, nhớ út mà là gia đình bao nhiêu người em quên rồi chị. Nhà chị là có 7 anh chị em nhưng mà con cô bác chị Thơ là út. Đó. Dạ, là út Thơ. Út Thơ nên là cái út Thơ là từ đó. Ủa nhưng mà rồi tại vì em tới hơi trễ nên là thành ra là nhân viên của chị Thơ là chắc là ta làm rồi. Đúng rồi, ở đây thì chị làm việc từ 8 giờ sáng tới 12 giờ, xong nghỉ 1:30 là tới 13:30 tới 17:30. Dạ nhưng mà cũng gần hành chính luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà quý bà con cô bác biết thì sao, công ty của Thơ là đang ở độ tuổi tuổi ăn tuổi lớn đó. Cho nên là mẹ điểm rất là nhiều, nên sẽ có hai cái ca nữa là ca 4 giờ chiều là sẽ được một cái đi về sớm để đón rước các em bé. Trời ơi tuyệt vời, người sếp đã vậy. Rồi trong công ty này thì hiện tại còn có một mình người Thơ độc thân thôi, cho nên người Thơ phải trực công ty tới tối. Không, em đi nói chuyện với chị Thơ, nói chung là chị Thơ cũng là từ những ngày xưa mình cũng là nhân viên, nên là chị Thơ rất là hiểu, rất là chia sẻ cho các bạn nhân viên hiện tại bây giờ, rất là hỗ trợ đó. Ví dụ là chia là được về sớm để còn đón con này nọ, tại vì không biết sao không, do công ty chị cũng khá là linh hoạt, tại vì em biết là làm dịch vụ mà đôi khi đâu phải là khách chỉ tương tác, khách chỉ kiếm mình lúc mà giờ mình chính đầu, nhiều khi tới chiều về khách mới rảnh rang để khách hỏi thăm mình về tour tuyến hay là về các cái vấn đề á. Thì buổi tối nếu như mà mình khắt khe với các bạn quá thì khi đó các bạn có quyền, mà ngoài giờ các bạn có quyền không trả lời khách. Vậy thì mình sẽ thiệt hại hơn, tức là khách hàng của mình sẽ không có được chăm sóc chu đáo. Đó tuyệt vời, khá là thoải mái. Đây là tư duy của người kinh doanh của các người sếp tâm lý đó. Bây giờ chị giới thiệu cho hiện tại là công ty chị là có tất cả bao nhiêu nhân sự chị? Dạ hiện tại là công ty hơn là có 17 nhân sự. Tính như là tổng cộng á, nhân sự biên chế là 17 bạn. Còn cộng tác viên á, do cái ngành của Thơ á là khá là đặc thù. Bé Ngân biết không, bé Ngân đi du lịch với công ty chị, bé Ngân cho biết là có rất là nhiều bạn cộng tác viên. Dạ. Tức là các bạn sẽ không có thuộc biên chế của đúng rồi, thì rất là đông. Cộng tác viên là theo thừa, theo tháng. Ví dụ như em đi trên một cái tour đó, em sẽ trả cộng tác phí riêng cho cái tour đó hoặc là một cái sự kiện. Thì gọi như kiểu freelancer. Hiện tại thì văn phòng của Hình Thơ ở đây thì cũng bé thôi. Dạ, tại không có đủ sức qua nhưng mà đó, hỏi bạn. Trời ơi, nhiều giờ tụi em cũng mong muốn có cái văn phòng bé như vậy. Lâu lâu cũng rồi không có cảm giác ngồi bàn văn phòng. Không, nhưng mà tôi biết không, bữa nay tôi ghé không có phải là do tôi ghé ngoài giờ đâu, mà vắng đâu. Mà ví dụ như bình thường tôi ghé có khả năng là tôi ghé lại công ty chị cũng rất là vắng thường. Ủa vậy vậy á? Mà có một cái đặc thù nha, mỗi khi mà tôi ghé lại công ty, tôi thăm công ty, thấy không? Nhân viên ngồi full hết trong phòng luôn, mà bàn ghế gọn gàng sạch sẽ ha, là lúc đó công ty chị ế. Còn ghé lại mà ví dụ mà chỉ có một hai bạn trực văn phòng, trực điều hành ở nhà thôi á, là còn lại văn phòng công ty lộn xộn ngoài kia là lúc đó đẹp đâu. Tại đang đi tour đúng không chị? Đúng rồi. Để chị chia sẻ tour thì bình thường em đúng không chị? Đọc là tour cả ngoài trong và ngoài nước luôn đúng không? À đúng rồi, công ty chị thì tức là đây là bản lịch tour 2024. Ví dụ như bên ngành du lịch của chị nha, sẽ chia ra là công ty có chức năng làm trong nước, rồi du lịch trong nước thì du lịch nội địa đó, gọi là nội địa, rồi ví dụ như inbound tức là người nước ngoài đi du lịch ở trong đất nước Việt Nam, còn outbound là mình
ty thì mình sẽ theo cái chức năng đăng ký đó, thì nó sẽ có là hoặc là chỉ làm đại diện thôi, hoặc là có thể làm được intern nữa, hoặc là có thể làm được tất cả đó. Đó thì công ty chị hiện tại thì có thể làm được cả ba mảng đó, nhưng mà đây thì bây giờ lép nhẹ nhẹ đó, ví dụ như là lép trời ví dụ như em thấy là đây là mình sẽ có là một cái tour này. Cái này mới là đến tháng 5 thôi nha bà con cô bác. Mới đến tháng 5 có lịch nó tháng 5 rồi nha bà con cô bác ơi. Trùng Khánh Thành Đô Nga Mi Lạc Sơn. Ôi cái tour này dữ lắm nữa nè. Thì cái tour này là mình sẽ đi là 7 ngày 6 đêm. Đúng đó rồi. Tour này là tour đi Trung Quốc và hiện tại đúng thì rồi. Trung Quốc có là rất là được quan tâm. Đúng. Là em đây là gọi là chị âm em. Ôi trước giờ không nghe chị giới thiệu này hơn với chị em làm tour đi. Không, bữa sau mấy chị em đi mình đi cái tour gần gần chứ. Chị đừng nói cho đi tour hội quán nha. Mà mốt là chị sẽ thiết kế một cái tour cho tổ hội quán là mình để là đô. Chị sẽ cho các bạn ăn uống và xem văn nghệ. Gọi là hoạt động duy chơi giải trí nè. Ví dụ như là mình sẽ có cái tour thứ hai này là cái tour của Banda này á. Là tour gọi là inbound, tức là cái đoàn này là đoàn khách Trung Quốc. Họ sẽ qua Việt Nam vào ngày 19-21 là chị sẽ đón họ để đi. Tại vì tại sao đi Bình Dương là tại vì cái đoàn này á có công ty ở cái công nghiệp Bầu Bàng ở Bình Dương. Là đây là một cái sếp sòng ở bên Trung Quốc mình đã qua đó, là người Trung Quốc hoàn toàn. Đó, ví dụ như đi những cái tour này là làm tour inbound này, tức là người nước ngoài vô Việt Nam. Đó. Rồi còn cái tour này em để ý đúng không? Cái Trùng Khánh Thành Đô Nga Mi Lạc Sơn Cổ Trại Câu này á, 7 ngày 6 đêm này là cái tour outbound, tức là mình sẽ đưa người Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài. Đó, là mình sẽ đi cái tour này. Rồi ví dụ như cái tour mà chị rất là tâm đắc mà mọi người, kể cả em luôn, em cũng tỉnh hình chị luôn là tưởng đâu chị làm tour miền Tây không đúng không? Đó là rồi. Đường tour dấu ấn Phương Nam. Ồ, thật tên là nó nghe là thấy quá trời dấu ấn Phương Nam. Tour này là đường tour độc quyền. Tour này là tour độc quyền của công ty chị. Nam Nguyên, Quảng Bình. Này là khách hàng. Rồi, ví dụ như là tour độc quyền tham quan Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó là em biết là cái tòa nhà đó là tòa nhà làm việc của thường là của chính trị nhưng mà đợt này thì chị có thầu một cái gói thầu của sở du lịch trong năm nay ấy, là chị sẽ tổ chức cái đường tour này tham quan Ủy ban Nhân dân thành phố vào mỗi cuối mỗi tháng thứ bảy chủ nhật cuối mỗi tháng và làm liên tục tới tháng 12 luôn. Và đó là cái đường tour là tham quan Ủy ban Nhân dân thành phố, ai cũng có thể được tham quan hết, nhưng phải đăng ký trước rồi mình cũng sẽ qua các cái khâu như là kiểm tra rồi đọc giấy tờ rồi này kia thì nó sẽ khó hơn là cái tour bằng hơn đó. Một xíu nha. Đó, rồi còn lại là mấy cái nhẹ nhẹ thôi. Đây có cái Thượng Hải, Hàng Châu, Vô Tích nè. Bây giờ thì cái ngày tour Trung Quốc. Ủa nhưng mà những cái tour này là chị lên hết hả? Đúng rồi, ví dụ như tour nước ngoài á, thì sẽ có những cái tour mà tour đoàn, nó sẽ có là tour lẻ hoặc tour đoàn. Tour lẻ là sao? Ví dụ như em có 2 người thôi, em đăng ký thì tức là chị phải bán cho em một cái tour lẻ, là chị sẽ có ấn định là ngày đó, ví dụ thứ bảy chủ nhật này là chị có tour đi, thì em có 2 người, rồi Kiều có 2 người, rồi chị có 2 người, kiểu vậy thì mình sẽ một gộp thành một cái tour mình đi đó. Còn một cái tour thứ hai là ví dụ như nguyên kim cây dừa bút một cái tour nào đó đi, thì khi đó em sẽ được chọn thời gian nè, linh hoạt nè, em được chọn điểm đến điểm nào em thích em bỏ ra đó, thì gọi là tour đoàn đó. Còn tương đương như vậy thì tour nước ngoài cũng vậy luôn. Ví dụ như em thích là em đi nguyên đoàn em được 15-20 người thì em sẽ thiết kế riêng để em đi, thì em đi ngày nào cũng được. Còn nếu như mà mình có ít người á thì mình sẽ đặt một cái tour có sẵn. Những cái tour có sẵn đó không phải là một mình công ty chị bán đó, có khi là một mình công ty chị, nhưng mà để gọi là chia sẻ rủi ro trong kinh doanh á. Tại vì em biết không, một tháng như vậy mình không thể nào mình bán được mấy chục khách. Thì để chia sẻ rủi ro thì mình sẽ gom cho, ví dụ như em cũng có công ty du lịch, chị cũng có công ty du lịch, hợp lý hợp lý, thì mình gọi cái từ trong chuyên môn là liên minh. Mình sẽ liên minh với nhau 4-5 công ty vậy, mình bán chung thì như vậy thì mình bán có mấy khách thôi, mình sẽ rất là thoải mái. Như vậy thì mình sẽ gọi là không là đối thủ cạnh tranh với nhau nữa, mà mình bắt tay nhau vậy đó. Ở sơ về du lịch thôi chứ nói nhiều cái tấu nghề mẫu nghề nó nổi này ở các bác. Ngày xưa chị là dẫn tour kiến thức về đó là quá nhiều rồi, nên là mình mở ra là chị cũng có kinh nghiệm ha. Đây là cái cuộc kỷ niệm của chị nè, tức là công ty chị là thành lập năm 2014. Cái bạn đi theo chị đúng rồi, là cái bạn này là đi theo chị từ, chị đi qua bao nhiêu nơi là đi theo chị hết. Trong đây một cái bạn gọi là bạn biết, bạn biết đó, dạ. Người là bình thường là ngồi khu vực đấy rồi. Tức là thật ra ít khi nào công ty chị mà full hết, chị có những cái buổi họp, ví dụ như chị sẽ có buổi họp đầu năm là câu chuyện
em khi họp á cũng không họp ở công ty, tại vì em biết là cái nghề của chị em mình luôn á là rất là căng thẳng á, thì đôi khi sẽ được ở một cái điểm du lịch nào đó hoặc là ở một cái phòng nào đó mà nó phải chiêu 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 à, lúc đó họp rồi áp KPI rồi để khi người ta đỡ căng thẳng lại một cái hiểu tâm lý nhân viên nữa chơi chiêu nè chơi chiêu rồi đó chơi chiêu rồi đó mỗi lần mà công ty đi hợp lý ha đồ cho đi ra đi chơi đồ là cái lúc đó tâm trạng em thoải mái là cái gì ok cho nó cái okay khúc này gửi anh Khương liền tâm lý là hừng hực hừng hực lắm anh Khương phải coi clip này kỹ nữa không à, ví dụ như bình thường là công ty chị mà tại vì đủ hết luôn á thì sẽ ngồi thêm cả đàn ông luôn ở có đồ thì sống với cho cái nhân viên hơn đồ ăn đồ này là tại vì biết sao đi làm văn phòng á mà mình ăn cơm hộp riết có mình ngán rồi đi tour á phần là người bị đi tour là cũng ăn cơm ăn nhà hàng người tiếp luôn cũng ngán con này ăn cơm theo lại heo thì cái bạn ở đây là heo thì là cũng nguồn hồng rồi nhà được thì quá tốt đấy chứ cái nhân mỗi dịp gì đó hình như cái này là dịp 8/3 của mấy năm trước nè rồi đó cứ mỗi dịp 20/10 đó là gì đó ngoài việc là mình là chị mua hay là mọi người mua tặng chị anh mua tặng các bạn à đó là mình sẽ nâng cấp lên từ từ tại vì công ty mà gọi là công ty nhà mà cho nên mình phải làm từ từ ờ em thấy chị Thơ là quá giỏi mà con cô bác nếu mà em không quay clip này thì mọi người vẫn nghĩ chị Thơ công việc chính chắc là MC tại vì ai cũng nghĩ vậy chứ nó đâu có chưa có tìm hiểu về đời tư nên không biết là ngoài công việc MC chị Thơ còn công việc bên kinh doanh nhưng mà em nghĩ như vậy rất là tốt tại vì chị chủ động được chị thấy thì hiện tại chị thấy chị rất thoải mái đó như là hai cái công việc làm cho chị vui á như là mình làm kinh tế thì thật ra nói về kinh tế thì nó khô khan cho nên là khi mình bước lên sân khấu mình bước vào thế giới nghệ thuật thì mình thấy là tâm hồn mình nó vui vẻ liền luôn nhá. Nhưng mà nhiều khi làm nghệ thuật nhưng mà chị không có kinh tế chị cũng bị áp lực lắm. Đúng không? Bởi vậy nên là không có show là mệt liền. Đúng rồi. Nên là đam mê nhưng mà không có kinh tế là cũng khó. Còn như chị là hai bên nó hỗ trợ nhau là coi như chị cảm thấy rất là vui vẻ rất là thoải mái chứ còn lật bạn bên nào chắc gọi là ân bạc. Ừ. Đó thì đó. Có trời các bảng để em thấy có cái bảng kia của sếp có nói trong cái bảng ấn nào nè sếp này không phải sếp Phương Lừa mà là sếp Tùng nha đúng không em nhớ cái câu này mà sếp Tùng có nói nè đó biết là sếp Tùng thầy thầy đó ở trong phòng cũ á là mỗi cái câu vậy đó là của ứng với một người nhưng mà giờ chị chuyển qua đây cái chị hết chỗ á cái chị cứ ủa vậy hả là chị treo rồi là ví dụ cái câu đó là câu của chị muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được đó sẽ mở là nó ứng với cái chỗ chị ngồi ví dụ như là ở chỗ phòng kinh doanh nó sẽ có là hãy nghiên cứu nhu cầu khách hàng và đưa ra thứ họ cần á chẳng hạn vậy là kinh tế là để theo thích lên đẩy hết là tại thích thôi này chắc mang về tim mình quá à đó lâu lâu mà mấy bạn mà bị dí quá bị áp lực quá các bạn sẽ thấy là có khó khăn điều đó chứng tỏ chúng ta còn thất bại hey Sovi Studio nhưng mà hiện tại cái phòng này nó đa chức năng rồi nó không còn là studio nữa nói chung là chị tận dụng hết mức có thể ở đây là chị có tổ nghiệp đây ban đầu á bà con cô bác trong nghề không bữa để em xin lỗi chị xíu tại bữa bà con có clip chị Dung chị quay chị khấn tổ mà có nhiều bà con cô bác không hiểu ý là nghĩ chị theo đạo tại sao lại khấn á đó thì nói chung là tổ nghiệp ở trong cái nghề sân khấu của mình nó là giống như gọi là gì chị là muốn biết ơn nhớ tới dạ đúng rồi dạ. Đấm niềm tin thiêng liêng dạ. Lên sân khấu thì thường người ta sẽ cũng như là cầu cho mình được duyên dáng đó được đúng rồi. Được thuận lợi ví dụ như bình thường á là chị đến các cái nơi mà sân khấu nó có hơi tổ nghiệp là lúc nào cũng sẽ khấn tổ trước còn nếu mà những sân khấu nào mình làm ngoài trời hay như thế nào đó chỉ có bàn là cúng thôi thì mình cũng khấn đúng còn rồi. Nếu không có nữa thì thường là thơ sẽ quay mặt vô trong sân khấu á xong rồi thơ sẽ khấn trong tâm mình thôi đó thì tùy theo hoàn cảnh với lại này thì mình thơ nghĩ đó là một cái điều thiêng liêng mà mình đã được theo nghề thì mình cảm thấy là mình tôn trọng tổ nghiệp của mình thôi hồi trước đó là khi mà mình thơ hỏi thầy dạy của mình thơ dạy sân khấu á thì thầy cũng có hướng dẫn để mình thơ gọi là thỉnh
thỉnh tổ nghiệp về để mình thờ. Xong sau đó thì Thơ quyết định là Thơ thờ tổ nghiệp của công ty. Tại vì bản thân là trong cái phòng này chính là của mấy bạn nè, mấy bạn dựng phim nè, mấy bạn là truyền thông thôi. Đúng rồi, cho nên là Thơ để bàn thờ, lập bàn thờ tổ ở đây luôn. Xong rồi trước đó là thật ra tổ của nghề của sân khấu với tổ nghề của du lịch cũng khác nhau. Nhưng mà du lịch của Thơ sau này thì hầu như các cái đường tour đều có gắn liền với sân khấu, làm gala rồi này kia chẳng hạn, thì các bạn cũng gọi là niềm tin mà có thờ có thiên có kiên có lành, cho nên riết rồi các bạn cũng quen luôn. Tới dỗ tổ là Thơ cũng tổ chức dỗ tổ cho các bạn ở đây, cũng cũng làm đàng hoàng hoành tráng lắm, tùy theo khả năng của mỗi năm mình làm. Thì đó là một cái đấng niềm tin rất là thiêng liêng mà Thơ nghĩ là đó cũng là một cái điều rất là đặc biệt của nghề. Đó, rồi em thấy không, đây là chị hồi trước là chị có thể xả phong xuống đi chụp hình, quay phim, quay TikTok rồi đó. Nhưng mà giờ chứa nhiều đồ rồi. Cái này là nói chung là tại vì chị Thơ ngoài tour thì bà con cô bác còn làm xếp quà Tết. Đó, chị này cũng mới làm xếp quà tặng. Dạ, nên là cái này là những cái mặt hàng rồi có nhiều khi là hộp hạt thì đó em cũng không làm nữa, nhưng mà rất là nhiều đồ. Tức là cái này đi tour. Đúng rồi, mình làm tại vì ví dụ như em thấy là những cái vật dụng đi tour nè, hoặc là team building đó là mình chứa vật dụng rất là nhiều. Còn những cái này giống như là mỗi lần đi chơi là mình mang theo rồi luôn. Em cũng như là mình sẽ ở dưới địa phương là có sẵn. Xong hồi nãy đó, em hẹn đó, xong chị còn suy nghĩ gì nữa phải không? Chị kêu là lát cho chị bày trò gì đó chơi cho vui. Mà sao chị ngồi chị làm xong cái em qua tới. Ủa là đến trò chơi chị cũng thiết kế lên chơi gì vậy luôn hả? Vậy là đúng luôn, kiểu là tổ chức sự kiện luôn á, là chơi gì, làm gì, ăn gì, chơi gì là một mình chị lên hết. Ví dụ như mình phải xong kim luôn dẫn chương trình mà con cũng bản thân chị là chị rất là ghét bị động. Đó, cho nên là khi mà Hình Thơ làm công ty của Hình Thơ nhỏ theo bà con cô bác, nhưng mà tức là khi mà cái ngành dịch vụ của mình là bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khách quan thì mình càng để cho nó chủ động được á, là càng tốt. Đó, cho nên Hình Thơ bản thân của tất cả các bạn ở làm việc ở đây với Hình Thơ là làm được rất là nhiều vị trí, chứ không có làm một vị trí một chuyên môn. Thì mấy bạn có thể làm từ việc là tư vấn khách nè, hoặc là có thể thiết kế chương trình, hoặc là các bạn có thể sale, các bạn có thể điều hành, mà thậm chí các bạn có thể leo lên xe để đi hướng dẫn luôn. Đó, tức là mình có từng khâu đó, nhưng mà nếu một khâu nào bây giờ mình thấy mà có rất là nhiều yếu tố tác động, nhiều khi bị kẹt xe, bị hư xe, trễ giờ, thì có thể ở văn phòng luôn luôn có bạn sẽ hỗ trợ thay thế. Đó, là mình sẽ không có bị động, mà nhà dịch vụ mình mà ít, càng ít bị động thì mình càng dễ thành công. Đó, cho nên là Quỳnh Thơ càng lúc là làm cho mình càng đa dạng vị trí hơn đó. Cho nên là thí dụ MC mà kẹt xô thì bây giờ không kịp là mình nhảy lên làm MC luôn. Lúc đó mình sẽ cảm thấy mình tự tin hơn. Dạ đó, vậy đó. Cũng hợp lý quá. Nói chung là có mình có thêm nhiều kỹ năng. Yeah. Chắc phải về lên làm MC tập lắm. Đó, giống như lỡ là chị Thơ kẹt lắm, dễ lên làm MC liền. Giống như sự đa dạng của team của mình khi mà mình dẫn chương trình, mấy chương trình đi giao lưu đúng không? Chị nói cái làm có động lực mà lên làm MC thôi. À, mình thấy là cuộc sống mình mà mỗi khi mình chủ động á là làm được nhiều việc lắm, mình hạn chế được nhiều thứ. Hay, nói chung là chị Thơ là hội tụ đủ đó, bà con có bác một người con gái nhưng mà vẫn còn độc thân. Anh nào đang xem clip? À, nói chung là ế đó, mà tại bên thân nó dẫn nó tránh đó. Thì đừng nhắc cái từ ế đây, em cũng đang độc thân. Mình không nên nhắc nữa. Đó. Đây là chị có đồ lấy đi tour nè, hoặc là gói cổ đi. Nhưng mà nói chung là chị Thơ là rất là giỏi, em nghĩ là tặng cho mọi người. Khăn rằng chùm được á. Cái gì vậy? Được quà hả trời? Khăn rằn. Tôi nghĩ là mọi người đi quay với wow. Ê, nhưng mà em thích màu đỏ được không? À được. Cho nó nè, cái này nó sẽ có logo công ty tôi. À. À, cái này nó bự cưng mới chùm được, còn vậy thì cho được hai cái, cái đen cái đỏ. Thôi vậy thôi em lấy cái đen được rồi, được rồi. Em không cái đỏ. Cái đỏ thì để dành có làm đậu củ. Được rồi, thôi. Một cái được rồi chị. Trời ơi, ngon, nó đã diễn đủ rồi, đừng cho nó diễn gì thêm nữa mà đậu củ đồ. Cái đỏ không có gì đâu. Thôi được rồi. Được rồi. Tại ít có màu đỏ. Cảm ơn Quỳnh Thơ rất nhiều. Màu đỏ. Út Thơ luôn hả? Út Thơ. Út Thơ vậy là giống như Út Thơ, em anh Khương hả? Em anh Khương. Ai Thơ với Út Thơ. Cái này biết sao, cưng đi nắng cưng trùm đúng rồi, bốn đi bịt khẩu trang. Cái này á là cái này gọi là khăn, thật ra nó là khăn của Campuchia á, chứ không phải đặc thù của khăn Nam Bộ mình. Gọi là khăn Nam Bộ mình là khăn này nè, khăn Nam Bộ mình là khăn ni lông này nè. Đó. Cái này để xếp lại tặng cho bà Kiều nha. Trời ơi.
người phụ nữ đa năng nha bà con cô bác. Là hát được, dẫn tốt, làm kinh tế tốt, tạm kinh tế rất tốt. Thì anh nào về là thiệt sự luôn á. Đây là người phụ nữ đáng giá nha bà con cô bác. Ôi, bữa nay được các bạn không đâu, không không có phải định gì thiệt mà bọn em thiệt mong muốn là đó. Được sau này cố gắng được như chị Thơ. Không phải cố gắng nhiều chứ không phải cố gắng ít đâu các bác. Thực sự để mà cùng cùng một lúc mà quản lý cả hai bên công việc của hai bên cái gì nữa đây trời, là rất là cực luôn á, không phải nhìn thì đây nè túi của tôi nữa này, túi đó đó dễ thương chưa, mỗi lần đi tour là được cái túi này đúng không? Thôi thì thôi làm ít lại đi kiếm chồng thôi. Đây đó, cáo cho tôi để hương vậy thôi. Bây giờ bà con cô bác nào mà gia đình mà ở nước ngoài về ha, mà muốn đi tour ở đâu là book Quỳnh Thơ. Đó là đi tour, muốn đi tour miền Tây, miền Trung hay đi đâu cũng được. Xong rồi cái bà con cô bác nào ở miền Trung muốn đi chơi miền Tây thì book Quỳnh Thơ. Ở miền Tây muốn đi chơi miền Trung hoặc nước ngoài thì book Quỳnh Thơ luôn. Đó, Quỳnh Thơ là lên lịch hết. Đi đâu cũng được. Đó là tới đây là hết. Là được coi như là được 2 phòng, 3 phòng. 3 phòng. Là suốt ngày chị ở đây á. Thôi nhưng mà lúc này chị cũng tới công ty lắm. Nói chung là tại vì vậy có nghĩa là đã xô nhiều rồi đó. Cho nên ít ở công ty. Không, mấy bạn nói là thôi chạy, thôi chỉ cần chạy ra ngoài thôi, thôi không cần chụp công ty, thôi chạy ra ngoài để thôi kiếm khách về cho mấy bạn thôi. Đúng rồi, công việc đó là quan trọng nhất rồi. Làm gì thì làm, mình có khách hàng là quan trọng nhất rồi. Nói làm ơn làm phước chạy ra khỏi công ty giùm hả? Chị có buổi tối, ví dụ thỉnh thoảng buổi tối mà có khách hẹn hay gì đó thì tôi sẽ ở đây, cần không thì hoặc là nhầm khi chị cũng hay ra quán cà phê á. Thì nó thoải mái đen, những cái quán mà đẹp đẹp chiêu chiêu á, cái mình thoải mái, mình chiêu theo nó luôn. Nói chung là quá giỏi, một người phụ nữ làm ra hai công việc rồi nhân trong tay nắm 17 nhân sự. Ôi nghe nắm nghe ghê. Anh cười lắm, hồi đó công ty chị là tan độc thân hết luôn. Rồi bây giờ là gia đình hết rồi, tại hai bà sếp mà sếp vẫn à. Gọi là thế hệ F1 là nhân đôi thế hệ nhân viên. Không phải mấy có những người phụ nữ kiểu mà đam mê công việc quá giỏi quá, thành ra họ không có để ý nhiều đến cái việc gia đình nữa, thế là phải không chị? Chị cũng biết chị đam mê không, rồi chị cũng biết chị giỏi không. Chị em thấy chị đam mê quá trời, làm lúc hai bên gì mà không đam mê. Thật ra đúng là càng làm thì giống như là gọi là sao ta, đúng là mình phải thích cái việc mình làm mới được, phải yêu thích cái việc mình làm mới được. Và hơn may mắn cho chị là cái hai cái công việc mà chị đang làm là chị đều yêu thích nó, chị đều enjoy với nó. Thêm một bài học nữa. Không đi quay đấy. Dạ rồi thôi, chắc bây giờ để mấy chị em hôm nay tới thăm chị Thơ đó, để thông báo tin bất ngờ cho chị Thơ. Bất ngờ dữ à. Dữ lắm. Tin bất ngờ rồi tham quan văn phòng của chị Thơ, dạ, tìm hiểu rõ hơn về MC Quỳnh Thơ. Trước đây thì chị Thơ thì làm riêng đó, nên là bên kênh, bên khán giả, bên anh Khương cũng như của em thì chưa có biết nhiều chị Thơ, nên là hôm nay nhân tiện lúc này qua cũng giới thiệu sâu hơn về MC Quỳnh Thơ, duyên dáng trên sân khấu và bà con cô bác rất là yêu quý. Đúng, chị đánh nhận được không? Okay. Như bình thường á là mình thôi luôn là người gọi là sao mà ta mình đứng trên sân khấu mình dẫn á, là mình sẽ hỏi han nè, mình sẽ giao lưu với bà con nè, còn bữa nay mình trở thành khách mời cái mình hơi khớp. Tại đây thì đất của em. Này đất của em, cho nên em tự tin hơn cho em lên sân khấu là em quéo lại liền. Không nha, mà bữa về có đọc comment nha, khán giả kêu việc trước chỗ thích Nguyễn Thị Ngân làm MC hơn. Ô, chị ơi, bà con cô bác yêu thương em nói em làm gì, mọi người yêu thương là mọi người sẽ vậy, mọi người sẽ ủng hộ. Nhưng mà nói chung mình biết mình khả năng mình ở đâu, mình còn thiếu sót cái gì. Nhưng mà dù gì bà con cô bác cũng động viên thì mình cũng có tự tin hơn xíu. Nói chung là mình làm gì mà được yêu thương mà mình thấy mình hạnh phúc ạ. Nhưng mà nhiều khi yêu thương quá mình tưởng mình vậy rồi. Ra ngoài thì đấy là không được, nên là thôi kệ, như chị em cứ tập từ từ. Nói chung là chị kêu linh hoạt em thấy cũng hợp lý, mình có cơ hội mà, nên là mình tận dụng. Như đây chị cũng vậy, chị thích là lúc nào, tại sao mà chị làm nhiều công việc vậy, là vì chị thích đó, là lúc nào mình cũng phải chủ động và mình luôn luôn linh hoạt á. Ở đó chị đi thẻ vàng á, xong cái kiểu vậy nha, ban tổ chức có tặng cho chị ba cái chữ động, đó là cái gì ta, linh động, năng động và chủ động. Đó, tặng cho ba chữ động, đúng rồi. Cái mình cũng cảm thấy là mình cũng thích một cuộc sống linh hoạt như vậy. Nhưng mà em phải tặng cho chị một chữ yên.
Yên biết gì không? Yên bị đó. Bạn gái tôi một cái hình nữa thôi, chứ không phải chung một chữ đó. Yên đó, yên bị đó lắm. Nói chung là động thì cũng phải yên chứ đừng có động hoài á. Mà bây giờ mà yên mà cũng khó lắm. Không có gì đâu khó, bà con có bác thấy không, một người phụ nữ quá hoàn hảo như vậy có gì đâu mà khó, quan trọng thì phải mở lòng ra. Nói người khác mà nghĩ tới mình à? Em mở chứ không ai vô thôi. Không, nhưng mà bật mí cho bà con cô bác nghe là hôm qua mới tâm sự với em luôn. Nói là chị đi trước chị mở đường đi rồi chị giới thiệu cho em với. Thì đó, chị thấy chủ động không? Chủ động không? Là có mọi cơ hội là em đều là hỏi giới thiệu liền. Chứ ngày xưa là em không đâu có vậy đâu. Ngày xưa là mình tự kiếm, còn bây giờ là chị ơi đó. Chị có mối nào mà hợp với em là chị nhớ là mình phải lôi kéo hết đúng. Mối quan hệ xung quanh. Đó là sự chủ động rồi đó. Rồi, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều nha. Hôm nay tới thăm chị Thơ cũng rất là vui. Hy vọng là sẽ còn nhiều clip khác mấy chị em sẽ có cơ hội quay chung với nhau. Mấy mình sẽ có sắp thời gian tới biết đâu mấy chị em sẽ có những cái gì đó kết hợp với nhau hoặc là làm chung nhau nào đó. Hy vọng là bạn mình đi du lịch chung với nhau. Đúng. Biết đâu trải nghiệm một tour du lịch cùng nhau trước. Ví dụ mình có một ngày mình đi một ngày, có hai ngày mình đi hai ngày, mà mình có một tuần là mình đi một tuần. Đúng. Mình đi du lịch cùng với nhau để kết nối lại. Sắp tới chị đi Đông Tây Bắc nè. Dạ. Không có thời gian đâu chứ đi. Đúng đi rồi. Có nhiều cái rất là hay thú vị mà cũng chia sẻ để cho bà con cô bác nào mình coi mình thấy thích mình có thể tham khảo. À, với lại sắp tới là chị đi, tại vì bây giờ đó là hạn mặn của miền Tây á, nên là bên tổ chức hướng dẫn viên của chị là đang kết nối với mấy cái xà lan để book những xà lan nó chở nước ngọt cho bà con. Ồ em thì chị ngủ. Ừ đi chung xà lan. Đi tính ra cái nói luôn á. Sáng nay luôn á. Bữa đó hồi sáng nay luôn á. Cũng nói chung là cũng biết thông tin từ mấy bữa nay nên cũng ý là cũng có những khu vực thấy cũng được giúp đỡ nhiều, cũng được hỗ trợ nhiều, nhưng mà em nghĩ cũng chắc cũng sẽ có những khu vực cần biết. Đúng rồi, có hai đường, một là mình đi xe tải về, hai là mình đi xà lan về á. Thì là bên chị đang liên hệ để bút xà lan. Đi đường sông thì nó cũng hiệu quả ha. Đó là sắp tới có quá trời công chuyện làm nhau. Dạ rồi. Anh Thơ cũng xin cảm ơn Ngân bữa nay, Ngân với Kiều bữa nay đã ghé qua dinh thự riêng của Bình Thơ. Dạ, để gọi là review công ty dùng Bình Thơ rồi gọi là giới thiệu Bình Thơ tới với các cô quý bà con cô bác ở trên kênh của Ngân. Bình Thơ nhân đây cũng xin chúc cho quý bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng yêu thương đến Ngân cũng như là ủng hộ cho đến Ngân và tất cả chị em của hội cây dừa. Rồi cảm ơn chị Thơ, cảm ơn chị Kiều, cảm ơn quý bà con cô bác nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.